Xin chào các bạn. Hiện tại quyển sách Người trong muôn nghề ngành kinh tế có gì đã có bản tóm tắt trên ứng dụng Nanobook. Nanobook là một ứng dụng dành cho các bạn yêu thích đọc. Bật ngay Nanobook để biết được ngành kinh tế có cái gì nhá. Đây là bài viết Tớ đã bắt đầu tiết kiệm và đầu tư như thế nào của tác giả Bùi Quang. Và các bạn hãy cùng Pink Dot khám phá xem tác giả đã bắt đầu tiết kiệm và đầu tư như thế nào nhá. Bắt đầu thôi. Một, định nghĩa về tiền. Đầu tiên, tớ muốn làm rõ định nghĩa của tiền. Tiền đóng vai trò cho các chức năng như sau. Money is a matter of function for a medium, a measure, a standard and a store. Hay hiểu đơn giản là tiền là phương tiện trao đổi giá trị. Bạn muốn kiếm tiền, bạn cần phải tạo ra thứ gì đó có giá trị với người khác và họ sẵn sàng trao đổi với bạn. Ngược lại, nếu bạn muốn mua vật gì đó có giá trị với bạn, hãy bỏ tiền ra. Thế nên, hãy trở thành một người có giá trị. Tớ cần có nhiều tiền, tuy nhiên tớ lại không có nhiều tiền. Đó là lý do tớ tiết kiệm và đầu tư. 2. Tại sao lại cần phải tiết kiệm và đầu tư? Nhờ có lạm phát mà tiền của bạn ít giá trị hơn trong tương lai, thú vị chưa? Hiểu đơn giản, với tỷ lệ lạm phát mà chính phủ hướng tới trong năm 2020 là 4% của Việt Nam, điều đó có giá trị là 1 triệu đồng của bạn ở đầu năm 2020 chỉ có giá trị là 961.000 ở cuối năm mà thôi. Oh wow! Đấy chỉ cần đi ngủ và sáng thức dậy là bạn đã mất đi ít tiền rồi đấy. Dã man chưa? Không tiết kiệm và đầu tư thì chỉ có chết đói thôi các cậu ạ. Khổ lắm. Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì? Cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spiral Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. 3. Tiết kiệm và đầu tư là gì? Nhắc tới tiết kiệm, chắc mọi người cũng giống như tớ là nghĩ ngay tới việc gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Nhưng không, tiết kiệm tớ nói ngày hôm nay, tiết kiệm có nghĩa là phần dôi ra của thu nhập so với các khoản chi tiêu cho tiêu dùng. Thường tích lũy cho các mục tiêu nào đó trong tương lai, ví dụ như mua nhà, cơ hội đầu tư chẳng hạn. Đầu tư, hiểu đơn giản là mua một vật ở hiện tại, kỳ vọng giá trị của nó sẽ tăng trưởng trong tương lai, khiến bạn tăng thu nhập. Ví dụ như đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ. 4. Điều bạn cần quan tâm khi tiết kiệm và đầu tư. Đó là rủi ro và tỷ suất sinh lời, cũng như thời gian tối thiểu cần đáp ứng. Rủi ro càng cao thì tỷ suất sinh lời càng lớn. Tất nhiên vẫn có trường hợp tỷ suất sinh lời lớn hơn nhưng rủi ro lại thấp hơn, nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì trên quy luật cung cầu, xem rủi ro như tính không chắc chắn, uncertainty, và sinh suất sinh lợi như giá, mua thấp bán cao. Vì thế một công ty có danh tiếng, tài chính rõ ràng, lợi nhuận hàng năm tăng trưởng đều đặn, chắc chắn sẽ có lượng cầu lớn, tương ứng giá mua cao, dẫn tới tiềm năng sinh lời thêm kém hấp dẫn. Ngược lại, một công ty công nghệ non trẻ, ít được mọi người chú ý tới, đương nhiên sẽ có lượng cầu thấp do sự bất định trong tương lai. Điều đó dẫn tới giá mua rẻ. Tuy nhiên, công ty trong tương lai phát triển tốt lại trở thành khoản đầu tư sinh lợi thần tốc. Thời gian tối thiểu hiểu là khoảng thời gian cần thiết để khoản tiền của bạn có thể sinh thêm lời hoặc đạt tỷ suất lợi nhuận tốt. Tiết kiệm cần 1 tháng tới 1 năm, đầu tư cần tới 3 đến 5 năm. Bảng dưới tóm tắt tiết kiệm, đầu tư dựa trên các tiêu chí chúng ta đã bàn. 5. Tớ đã bắt đầu như thế nào? Để giúp mọi người dễ dàng hình dung, mình chia sẻ tình trạng tài chính với khoản thu nhập 8 triệu đồng mỗi tháng. Chi tiêu hàng tháng rơi vào mức 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Vì mình còn ở chung với gia đình nên tiết kiệm được khá khá phần chi phí. Thế nên khoản tiền dư ra của mình hàng tháng tương đương với mức từ 5 đến 6 triệu đồng. Thời điểm bắt đầu, khoản tiền dư ra hàng tháng của mình chưa nhiều, cũng như kiến thức đầu tư của mình còn hạn chế. Tớ quyết định tập trung vào việc tiết kiệm, và đối với các bạn có khoản tiền dư ra ít hơn, thì nên đánh giá lại các khoản chi tiêu của mình, xem có hợp lý hay chưa, phần nào mình còn có thể tối ưu được. Như tớ định nghĩa ở trên, tiết kiệm là hoạt động tích lũy tiền cho một cơ hội, nhu cầu trong tương lai. Ở đây đối với mình là việc đầu tư, thế nên ưu tiên đặt ra hàng đầu của mình là tính thanh khoản, dễ dàng gửi, rút ra nhanh chóng mà không ảnh hưởng tới giá trị của tài sản trong khoảng từ 3 đến 5 ngày để kịp các cơ hội đầu tư mới. Lãi suất tốt, mức lãi suất tốt hơn mức chung của mặt bằng trung bình của thị trường. Thời gian tối thiểu, ngắn, đối với mình là từ 3 đến 6 tháng. Sau thời gian nghiên cứu, với mức kỳ vọng 3 đến 6 tháng, lãi suất trung bình của các ngân hàng là sẽ từ 2,85% đến 6,3% một năm.
Đương nhiên là mình sẽ chọn ngân hàng có tỷ lệ lãi 63%. Tuy nhiên nó chỉ đáp ứng 2/3 tiêu chí mà mình kỳ vọng. Vì đối với khoản gửi tiết kiệm ngân hàng, thường sẽ có cam kết về thời gian, rút sớm hơn sẽ hưởng mức lãi suất thấp hơn. Thế nên mình tìm kiếm tiếp. May mắn mình đã tìm được một ứng dụng tên là Fintech hay là Finhay, cho phép bạn gửi tiết kiệm không giới hạn, tùy ý rút, gửi, không ảnh hưởng tới lãi suất của bạn. Hiện tại Finhay duy trì lãi suất ở mức 5%, với những bạn nào chăm giới thiệu sẽ có mức lãi là 7%. Tuy nhiên Finhay có một điểm bất lợi là giới hạn gửi chỉ ở mức 500 triệu đồng, nhưng với mình con số này vẫn quá lớn. Kết luận, mình chọn gửi tiết kiệm mỗi khi mình có khoản dư vào Finhay và rút ra khi cần. Vì thường xuyên gửi tiết kiệm vào Finhay nên để hạn chế tình trạng không có tiền để chi tiêu, mình còn đăng ký thẻ tín dụng miễn phí chi phí hàng năm để có thể chi tiêu và trả lại theo thời gian dự kiến tất toán của thẻ, thường là 30 đến 45 ngày, vừa theo dõi được chi tiêu cũng như kiểm soát dòng tiền. Lưu ý, khác với dùng tiền mặt, bạn có thể sẽ khó kiểm soát mức độ chi tiêu khi dùng thẻ tín dụng. Trong khoảng thời gian tiết kiệm, tớ tìm thấy các công cụ tài chính khác như cổ phiếu, trái phiếu và quỹ đại chúng. Còn có thị trường phát sinh, nhưng vì không rõ nên mình không đề cập ở đây. Đầu tiên, hãy bắt đầu với số vốn ít nhất cần bỏ ra để tiếp cận được các công cụ tài chính này. À, trái phiếu. Thường có mức sinh lời tốt hơn lãi ngân hàng, tuy nhiên thường đòi hỏi quy mô tối thiểu của một giao dịch. Thường rơi vào mức 10 triệu Việt Nam đồng đến 100 triệu Việt Nam đồng hoặc cao hơn nữa và thời gian nắm giữ dài hạn. Đây là mua trực tiếp hiện tại, với số tiền ít hơn bạn có thể đầu tư thông qua các công ty quỹ mở. B. Quỹ đại chúng. Đây là các tổ chức thành lập với mục đích huy động vốn từ cá nhân, tổ chức, trao đổi lại những chứng chỉ quỹ. Hiểu nôm na là giấy tờ chứng nhận bạn sở hữu một phần vốn quỹ đại chúng. Quỹ sẽ sử dụng số vốn đầu tư vào trái phiếu hoặc cổ phiếu, giúp số vốn tăng trưởng tương đương với giá trị chứng chỉ mà bạn giữ cùng tăng trưởng theo. Tham gia quỹ đại chúng đòi hỏi mức vốn ban đầu thấp hơn, thường rơi vào mức 1 triệu đồng cho một lần đầu tư. C. Cổ phiếu. Bạn giao dịch cổ phiếu trên sàn VN Index hoặc thị trường quốc tế thông qua các công ty giao dịch online. Mục đích bạn tìm kiếm cổ phiếu các công ty có giá trị, kỳ vọng giá trị cổ phiếu của bạn sẽ tăng trưởng trong tương lai. Ví dụ, bạn mua 10 cổ phiếu tập đoàn Hòa Phát, mã HPG, ở thời điểm ngày 5 tháng 11 năm 2020, ở mức giá đóng cửa là 30.250 đồng Việt Nam đồng một cổ phiếu và bạn bán nó đi vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Với mức giá 42.800 đồng trên một cổ phiếu, có nghĩa là bạn đã lời 41,29% số tiền đầu tư ban đầu. 6. Mình tham gia đầu tư như thế nào? Thứ nhất, nói về chiến lược của mình là cố gắng giữ mức tỷ suất sinh lời cố định hàng năm và hạn chế các giao dịch mang tính rủi ro lớn, tuy là có mức độ sinh lời tuyệt vời vì mình hiểu sức mạnh của lãi suất kép. Tiết kiệm 100 triệu đồng để đầu tư với tỷ suất lợi nhuận 20%, nghỉ hưu với 122 tỷ sau 40 năm. Và với tỷ suất đầu tư lớn, thì việc thua lỗ khiến mình vất vả kiếm lại số tiền ban đầu. Thế nên giải pháp an toàn có vẻ tốt hơn với những người mới như mình. Đương nhiên, để duy trì mức độ sinh lời hàng năm là điều vô cùng khó. Thế nên mình đạt mức độ kỳ vọng sinh lời vào khoảng 10 đến 20% một năm. Mình nhắm vào các khoản đầu tư như sau. Thứ nhất, trái phiếu. Vì điểm bất lợi khi mua trái phiếu trực tiếp cũng như việc tìm hiểu thông tin về trái phiếu, mình chọn cách gián tiếp là mua chứng chỉ quỹ của một quỹ ở Việt Nam. Sau thời gian tìm hiểu, mình tìm ứng viên khá tốt, đó là Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt, PVPF, có tỷ suất sinh lời tính tới ngày 3 tháng 2 năm 2021 với mức NAV 16.524 Việt Nam đồng so với mức 10.008 Việt Nam đồng ngày 18 tháng 5 2016. Tỷ suất sinh lời trung bình trên một năm là 11%, rất tốt phải không? Đạt tiêu chí 10-20% một năm của mình. Thứ hai, đầu tư vào cổ phiếu. Ngoài việc tìm kiếm cổ phiếu thông qua nghiên cứu báo cáo hay học về phân tích kỹ thuật, khối lượng và định giá, mình chọn cách đầu tư vào chỉ số VN Index hay chỉ số VN30, đại diện 30 công ty đại chúng đại diện cho thị trường chứng khoán của Việt Nam. Các công ty đáp ứng tiêu chí về mức độ sinh lời cố định hàng năm trong thời gian của mình. Một ví dụ điển hình, vụ cá cược của Warren Buffett với hãng Protect Partner, cược điều ngược lại với ông thì chọn 5 quỹ phòng hộ dầu tên. Trong 10 năm, S&P 500 tăng 125,8%, trong khi 5 quỹ phòng hộ trên trung bình tăng khoảng 36%. Dựa trên danh mục các cổ phiếu Blue Chip, mình bắt đầu tiến hành lựa chọn các cổ phiếu để mua mà nhằm nắm giữ, chia nhỏ khoản đầu tư trên lô nhóm 30 cổ phiếu này. Ngoài ra, với các bạn có giá trị vốn đầu tư lớn hoặc khả năng ngoại ngữ tốt,
có thể trả phí cho các dịch vụ tư vấn tài chính để tăng thêm cơ hội cho khoản đầu tư của mình, như website hunkenslim.com ở Việt Nam hoặc công ty tư vấn The Monty Fool của Hoa Kỳ, hoặc đơn giản thông báo ứng dụng mua gói tư vấn Fiverr.com. Việc tiếp cận công cụ nước ngoài đồng nghĩa với tiếp cận với thị trường nước ngoài đầy rủi ro cũng như nhiều tiềm năng. Đây là chia sẻ cá nhân của mình trong quá trình tiết kiệm và đầu tư. Các bạn nên lưu ý kiểm nghiệm, trải nghiệm của bản thân trước khi đầu tư vì nó luôn tiềm tàng rủi ro đi cùng. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spa Room, còn mình là Pink Dot. See ya!